Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Stu. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Đây là một cái video mình sẽ hướng dẫn các bạn học nhồi từ vựng tiếng Anh qua sticker. Nếu chúng mình không có thể vẽ được, không có thể khéo tay để có thể vẽ trên trang vở của các bạn thì hãy sử dụng sticker để có thể học từ vựng tiếng Anh tốt hơn nhé. Hoặc là những bạn nào mà không có sử dụng điện thoại thì các bạn không có app để sử dụng ở trên điện thoại. Những cái app thì thường thường nó sẽ có rất là nhiều hình ảnh. Thì nếu như mà không có điện thoại thì các bạn cũng có thể học qua sticker ở trên vở của các bạn. Vậy hãy cứ tưởng tượng như là các bạn là hình ảnh phản chiếu của cái sticker đó và các bạn chính là cái sticker đó luôn. Thì giống như việc các bạn học tiếng Anh và các bạn đặt các bạn ở trong cái ngữ cảnh mà các bạn đang nghe hoặc các bạn đang học ấy, thì sau này các bạn sẽ dễ nhớ từ hơn rất là nhiều. Giống như việc các bạn nhìn cha của các bạn hay là nhìn mẹ của các bạn, các bạn nói là tóc của ba bạn là tiếng Anh là gì, mắt của ba bạn tiếng Anh là gì, ba bạn tiếng Anh là gì, và như kiểu là ba bạn cười thì tiếng Anh là như thế nào, kiểu như vậy ấy. Nhưng mà nhiều lúc bọn mình không có thể nhìn tất cả các sự vật hiện tượng được, đúng không? Thì chúng ta học sticker. Những bạn nào vẽ giỏi thì mình nghĩ là các bạn có thể vẽ lên trang giấy, hoặc là các bạn có thể học trên YouTube, hoặc là học trên những cái app ở trên điện thoại ấy. Có rất là nhiều app trên điện thoại mà các bạn có thể tham khảo về hình ảnh này, âm thanh này, về từ vựng này, rất là nhiều. Các bạn có thể lên trang web và search ra thì rất là nhiều kết quả trả cho các bạn luôn. Và đây là những cái sticker của mình. Nếu như mà các bạn mới học từ vựng tiếng Anh thôi ấy, thì mình nghĩ là nó rất là tốt luôn ấy. Vừa giúp cho các bạn take note mà vừa giúp cho các bạn nhớ từ tốt hơn. Thì các bạn phân tích hình ảnh như thế này nhé. Ví dụ như là các bạn có một khuôn mặt của sticker đi, thì bạn ấy có tóc này, có mắt này, có mũi, có miệng, có tai, có má, có lông mày, và bạn ấy cười, thì các bạn sẽ phân tích ra là tóc của bạn ấy tiếng Anh là gì, mắt của bạn ấy tiếng Anh là gì, miệng là gì, và má là gì, và bạn ấy đang cười là gì. Và ngoài ra thì mình sẽ xen kẽ những cái từ vựng như là thứ, ngày, tháng, năm vào. Lý do tại vì sao mà mình làm một cái video này cho những cái bạn mới bắt đầu học tiếng Anh, bởi vì khi mà các bạn mới học tiếng Anh ấy, các bạn dễ bị sang chấn tâm lý lắm. Giống như mình ngày xưa ấy, khi mà mình mới học tiếng Anh ấy, kiểu như là mới học tiếng Anh xong, kiểu như là ngày hôm qua mình học xong, ngày mai mình học lại mình sẽ bị quên. Và ngày mai mình, hôm nay mình học và ngày mai mình ôn lại, ngày hôm kia hôm qua mình lại quên hết. Xong rồi mình ngồi suy nghĩ là lý do tại vì sao. Lý do tại vì là mình học vẹt ấy các bạn. Mình chuyên đời viết cái kiểu mà từ vựng tiếng Anh lên tờ giấy nháp, xong rồi cứ học đi học lại học đi. Mình học, mình không bao giờ đọc theo đâu. Mình cứ học kiểu theo kiểu nhớ ấy, học theo kiểu lặp lại như vậy ấy. Học như kiểu một con vẹt đấy các bạn. Xong rồi sau một khoảng thời gian thì mình không nhớ gì hết. Có nghĩa là không phải là không nhớ hết tất cả, nhưng mà mình sẽ bị quên hết, chỉ nhớ một vài từ thôi. Đó là lý do tại vì sao mà bọn mình phải có một cái phương pháp học tốt. Video này là một cái video mà mình nhồi hơn 100 từ tiếng Anh một ngày cho những cái bạn học tiếng Anh mới bắt đầu. Không phải là một ngày mà các bạn có thể học hết được. Các bạn hãy cứ tưởng tượng các bạn là nhân vật của sticker đó. Những cái sự vật hiện tượng trong sticker đó thì các bạn cứ đọc, cứ đi đâu, ở trong làm việc gì trong nhà hay là học cái gì cũng được. Các bạn cứ nhẩm theo, sau này các bạn sẽ nhớ. Xong rồi tối các bạn ôn lại từ vựng theo mặt chữ, mình nghĩ là sẽ nhớ hơn rất là nhiều và giúp cho các bạn cải thiện việc học từ vựng của các bạn. Mình biết là sticker thì nó sẽ có những mặt hạn chế, bởi vì không phải là cái sticker nào nó cũng giống như vậy. Các bạn có thể tưởng tượng ra và vẽ ra những cái hình cơ bản cũng được, không cần quá màu mè đâu. Việc ghi chú như thế này thì giúp cho các bạn ôn luyện tập lại tốt hơn. Với những bạn bắt đầu thì các bạn học rất là nhiều, ví dụ như ngày, tháng, năm, xong rồi hôm qua, hôm kia, hôm nay. Và các bạn học một vài từ vựng như là danh từ này, động từ này, tính từ này, học những cái cơ bản thôi. Sau này thì các bạn đỡ hơn rồi, có nghĩa là giỏi hơn rồi ấy, thì các bạn sẽ học thêm những cái từ vựng VIP hơn hoặc là cao hơn. Và là nếu như mà các bạn không có sticker thì các bạn có thể nhìn sự vật hiện tượng để các bạn tưởng tượng ra. Ví dụ như là ba bạn đang đánh cầu lông chẳng hạn, thì các bạn hãy phân tích ba bạn có tóc màu nâu này, ba bạn đang cầm cầu lông để đánh, và ba bạn đang nhảy lên, thì nhảy tiếng Anh là gì, và cầu lông là gì, và tóc màu nâu là gì, mắt, mũi, miệng và tư thế như thế nào, có thoải mái hay không, hay là đang mệt, hay là đang kiểu rất là tập trung. Thì các bạn có thể khai thác mọi khía cạnh của vấn đề để học từ vựng tiếng Anh. Ngoài ra thì khi mà các bạn vận dụng học từ vựng tiếng Anh như thế này rồi, khi mà các bạn lên cấp cao hơn, các bạn có thể sử dụng những cái sticker như thế này để các bạn tạo ra cái câu tiếng Anh, câu trong tiếng Anh ấy. Ví dụ như là bạn ấy đang nhảy lên,
thì bạn ấy đang nhảy lên như thế nào thì các bạn ghi ra như vậy. Và tiếp theo đây là mình sẽ học màu sắc nhé. Đây là màu sắc thì các bạn mình đang sử dụng bút của Cray, thì các bạn có thể viết học màu sắc cho những cái bạn mới bắt đầu, như kiểu là màu đen là gì, vàng là gì, đỏ là gì, xanh là gì và nâu là cái gì, thì các bạn học như vậy ra. Các bạn học mỗi thứ một ít, sau này thì các bạn sẽ nâng cấp lên nhiều. Và đây là những cái mà sticker của mình. Bạn này đang hát, còn bạn này thì đang bơi. Và bơi như thế này thì có cái phao này. Cái phao thì bạn ấy đang bơi trong bể bơi. Bể bơi là gì, phao là gì. Và nước nữa, mình quên ghi chữ nước, nước là water. Thì hầu như là các bạn có biết rồi đúng không? Hát là gì, sing là gì, sink, swim là bơi, phao là gì và bể bơi là gì. Và bên đây là bức tranh. Và bức tranh là gì? Và bức tranh này nó gắn liền với kỷ niệm gì? Và kỷ niệm đấy là trip. Đây là những cái từ vựng về khoảng thời gian. Time là thời gian. Morning, afternoon, evening. Các bạn học thêm những cái từ như là 15 phút hay nửa giờ hoặc là 1 tiếng nữa nhé. Thì mới bắt đầu thì bọn mình nên học những cái từ đơn giản như thế này thôi. Sau này thì các bạn giỏi rồi thì các bạn sẽ học thêm nhiều từ khác nữa. Và mình nghĩ là hãy từ từ thôi nhé, đừng có nhiều quá. Các bạn có thể vẽ buổi sáng là có tia nắng, buổi chiều thì buổi tối này có mặt trăng chẳng hạn. Và đây là bạn này đang nhìn bạn kiến tưới hoa. Và đằng sau bạn ấy có hoa thì các bạn phân tích như thế nào? Bạn kiến là gì? Hoa là gì? Bạn này đang cầm cái ly và ly đấy là ly trà này. Và ly trà bạn ấy đang nhìn thì look at. Và bạn ấy đang ngồi là sit down. Bạn ấy rất là enjoy, kiểu như là rất thấy thích bạn kiến này tưới bông ấy. Kiểu như vậy, các bạn hãy cứ tưởng tượng ra để mà học từ mới thôi. Đấy là cách mà mình nghĩ là nó rất là hiệu quả ấy. Và đây thì nhà bạn này có 3 bạn gấu. Và bạn gấu này thì rất là thích ăn. Và đuôi của bạn ấy là gì? Khi bạn gấu mập đang ăn ice cream thì bạn gấu nhỏ nhìn vào mirror surprise bất ngờ. Bạn nhỏ thì đang làm bánh mì bread, đội mũ hat, mặc blue t-shirt, đeo găng tay và là cooker. Cái khay là tray. Các bạn học tiếng Anh kiểu như vậy đấy. Bạn ấy đang cười smile. Và bạn kia thì đang kiểu đang rất là đang nhai, kiểu là chill. Học học kiểu như vậy thì cũng khá là hay ấy các bạn. Mình ngồi mình tưởng tượng mình hơi mắc cười một chút. Nhưng mà sau khi ăn uống buổi trưa no say rồi thì đến buổi tối thì mình phải xách cái túi, cái bag để đi chợ, là go to market. Sau đó thì mình về, mình còn phải ăn bữa phụ là bữa prawns. Mình đang nhai và rất là vui, là chill. Và cái mình đang ngồi ở trên cái bàn là table. Và dưới cái thảm là rug là carpet. Mình rất là vui khi bắt đầu nói chuyện với cả gấu to là talk. Sau đó thì khi mà mình ăn xong rồi thì mình quá là buồn ý. Và mình đi ra ngoài thì mình rất là pouring. Mình giang tay ra là stress. Và mình đá một cái chỉ đấy là hit. Và mình đeo đôi giày là shoe. Các bạn hãy cứ tưởng tượng là như vậy nhé. Các bạn tưởng tượng như là các bạn đang trong vị thế của cái bạn sticker như thế này thì các bạn sẽ rất là dễ nhớ từ và cảm giác như là rất là thoải mái luôn ấy. Khi mà học tiếng Anh nó kiểu như là không có bị áp lực về khi mà các bạn học từ vựng. Mình nói thật với các bạn ấy. Và đến đêm rồi thì mình sẽ ngồi trên chiếc ghế đúng không? Chiếc ghế của mình là armchair. Và mình đang đọc sách là book. Và mình đeo đôi vớ là sock. Và bạn gấu nhỏ của mình đang ngủ và rất là lười. Và bạn ấy đang là sleep. Và mình có thể học thêm cái cụm từ là reading book, là đang đọc sách. Tiếp theo đấy thì bên cạnh mình là có một cái kệ sách. Và mình tưởng tượng như là nó là cái giá sách thôi chứ không phải là một cái tủ nhỏ nhé. Thì mới học từ mới thì các bạn nên học những cái từ cơ bản và đại trà. Thì đây là cái bình hoa new là mới. Và cái bình hoa là vase or vase flowers. Cái tủ sách là bookshelf. Cái tủ này khá là lâu rồi thì nó sẽ là rất là già và nó là rất là cũ ấy, kiểu old. Sau đó thì mình thấy là đọc sách xong mặt mình sáng sủa hẳn ra thì mình rất là breathy. Mình hơi xấu hổ một chút là mình hơi buồn vì chưa làm xong là style. Và mình mặc cái quần ấy, cái quần thì sẽ có hai nghĩa là trouser hoặc là pants. Mình là một cô gái trẻ là younger và age là tuổi. Và đây đã hết cái video ngày hôm nay rồi. Nếu như các bạn muốn mình làm một cái video như thế này nữa thì nhớ comment cho mình biết nhé.
Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video học nhồi từ hơn 100 từ tiếng Anh của mình ngày hôm nay bằng sticker. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ like và subscribe để ủng hộ cho channel của Stu nhé. Stu sẽ cố gắng làm ra nhiều cái video kiểu như thế này hơn để giúp cho các bạn, việc học tiếng Anh của các bạn sẽ trở nên đơn giản hơn và thoải mái hơn và không có bị áp lực nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ like channel của mình nhé.